Xin chào quý vị và các bạn. 8 cuối tuần số 198 kỳ này, bác sĩ Hoa Tiêu Nguyễn Lan Hải sẽ dành để chia sẻ với quý vị và các bạn về chủ đề chuyện cái đầu da và cái chiếc bồn cầu. Vâng, là bởi vì vài hôm nay dân mạng rất cảm kích chuyện là có mấy trạm xăng ở miền Tây có những cái nhà vệ sinh miễn phí rất sạch đẹp. Hành khách nam nữ có nhu cầu cứ việc ghé để giải quyết nhu cầu, giải quyết cái nỗi buồn của mình mà không cần phải vào đổ xăng, đổ nhiên liệu đâu. Trạm còn có cả những cái phòng mà ưu tiên cho người già và cho trẻ em hoặc là người khuyết tật nữa. Không những thế, còn có thể có cái vòi để có thể tắm rửa mát mẻ để mà có tiếp tục cái trạng hành trình. Và cái vấn đề là tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Và không những thế, cái người chủ trạm xăng còn đưa ra cái thông báo là rất là mong những cái quý khách sẽ không biếu tiền những người nhân viên dưới mọi hình thức. Lý do tiền ai thấy trả ham, và điều đấy thì có thể làm cho những người nhân viên ở đây bị phạt, thậm chí bị đuổi việc. Những cái ngôn ngữ văn phong rất mộc mạc, đậm chất miền Tây khiến cho dân mạng rất là thích thú. Và quý vị biết đấy, việc mà các trạm xăng ở đây làm một cách chu đáo, cẩn thận như thế thì nó đã thực sự là giải quyết được cái khủng hoảng vệ sinh toàn cầu, một vấn đề mà được người ta coi là quyền của con người, mà trong bối cảnh toàn trái đất của chúng ta có tới khoảng 4 tỷ 200 triệu cái người mà không được hưởng cái việc mà vệ sinh trong việc đi tiêu tiểu của mình. Con số thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là có ít nhất là có 637 triệu người trên thế giới vẫn phải đi lộ thiên, đi cầu lộ thiên, mà nhiều người trong chúng ta gọi là đi ngoài, rồi đi đồng, rồi đi cầu cá rồ, đi cầu tõm ấy. Cũng có khoảng 97.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị tử vong mỗi năm vì cái ô nhiễm nguồn nước do bị dùng cái nước bẩn từ phân và nước tiểu. Khoảng 32.000 ca tiêu chảy dẫn đến tử vong cũng vì những nguyên nhân như là vừa nêu. Và quý vị thấy đấy, nhà vệ sinh rất quan trọng đến sức khỏe cộng đồng và đến cả nhân phẩm cũng như là an toàn cá nhân, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em. Lan Hải còn nhớ nguyên tổng thống Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon có nói rằng là đảm bảo vệ sinh là yếu tố cốt lõi của sức khỏe con người và môi trường. Khi trường học có các nhà vệ sinh phù hợp ấy, thì có thể có trên 11% những bé gái sẽ được tới trường. Và khi phụ nữ được sử dụng những cái nhà vệ sinh riêng thì sẽ giảm cái nguy cơ bị tấn công tình dục. Vâng, thưa quý vị, đấy là lý do mà tại sao từ năm 2013 trở lại đây thì thế giới đã chọn cái ngày 19 tháng 11 là ngày mà toilet trên toàn thế giới. Và thậm chí cái tổ chức toilet thế giới này cũng đã đề nghị là thế giới hãy xếp loại những cái nhà cầu đạt vệ sinh như là xếp loại các khách sạn vậy. Và ở Singapore đã có những cái nhà cầu đạt tiêu chuẩn 5 sao như vậy. Thưa quý vị, vì thế thì Lan Hải rất là thao thức để mà chia sẻ hai cái câu chuyện liên quan đến đầu da cũng như là liên quan đến chiếc bồn cầu. Nó liên quan chặt chẽ đến cái sức khỏe cũng như là vấn đề giáo dục giới tính và tình dục và ngăn chặn phòng chống những nguy cơ quấy rối lạm dụng ở trong cộng đồng của chúng ta. Lan Hải phải chia sẻ ngay một câu chuyện mà một vị phụ huynh đã chia sẻ cho Hải trước khi biết Lan Hải sẽ trò chuyện về vấn đề này. Bé nhà em 4 tuổi, cả năm nay bé có hành vi là hay nín tiểu tiện, nín thường xuyên ở nhà cũng như ở nơi khác, mặc dù toilet sạch sẽ. Thấy bé có biểu hiện nhảy, đứng ngồi không yên hoặc là bắt chéo chân thì em nhắc con đi tiểu, nhưng mà lần nào bé cũng lắc đầu, chỉ đến khi nào không có chịu được nữa, chạy không kịp thì bé mới tè luôn tại chỗ. Có lần do nín hoài thì bé bị đau rát cái con chim ấy và nằm phải rên đến 2-3 ngày ấy, kêu đau vùng bụng dưới, vậy mà vẫn không chừa. Thì người mẹ
trẻ lo lắng hỏi là phải làm gì trong cái tình trạng như thế này, rồi mai mốt bé có tự sửa được không, và nếu gia đình không khắc phục thì có sao không. Vâng, cái chuyện đầu ra nó là một trong tứ khoái của con người, và ngay từ khi mới bước chân vào nhà trẻ hoặc là trường mầm non, các bé của chúng ta đã gặp cái tình trạng này rồi. Nhiều phụ huynh biết là các bé sợ, ví dụ như là cái nhà vệ sinh tối tăm, không đủ ánh sáng, hoặc là sợ bị dọa như là có con nhện hay là có con gián làm cho em sợ hãi, hoặc là chỉ đơn giản là cái mùi của nó khó chịu, sự dơ giấy làm cho các bé thà chết chứ không vào cái phòng vệ sinh ấy. Và dần thì các em có thể chủ động là nhịn khát, ít uống nước, là nín tiểu, chỉ đến khi nào về nhà thì mới chạy ào vào cái phòng vệ sinh của gia đình để mà gọi là tức nước vỡ bờ, để mà xả độc thôi. Vâng, thì thưa quý vị, những cái người mà chăm trẻ, từ cái việc là các cô mầm non đến các cô nuôi dạy trẻ, hay là những nữ tu đang chăm sóc trẻ em, và đặc biệt là các bậc cha mẹ, ông bà, thì đều thấy rằng khoảng 1 tuổi rưỡi thì đứa bé đã có thể nhận biết và ý thức được cái việc đi tiểu của mình bằng cách là nó ra dấu cho cái người xung quanh. Và tầm 3-4 tuổi trở đi thì mỗi ngày bé có thể thải ra khoảng nửa lít đến 1 lít nước tiểu. Cái sắc của nó có thể là vàng trong và cái mùi của nó không khó chịu lắm. Trừ lúc chìm vào trong giấc ngủ thì cứ 2 đến 3 tiếng đồng hồ thì một em bé sẽ tè một lần, và các em có thể cần có nhu cầu đi tiểu là khoảng 5-6 lần một ngày. Trong khi đó, những người lớn chúng ta có thể nhiều hơn, khoảng 7 đến 8 lần trong một ngày. Và vì thế thì chúng ta mới thấy rằng là nếu như là trung bình cái người bình thường phải vào phòng vệ sinh khoảng 6 đến 8 lần một ngày, tức là khoảng 2.500 lần trong một năm. Và như thế cả đời mình chúng ta có thể mất đến 3 đến 5 năm chỉ là để đi thủy lợi, để xả nước cứu thân mình mà thôi. Vì thế bàn bạc về vấn đề này rất rất quan trọng, và chúng ta không nên xem nhẹ nó nhá. Thì trẻ mà được coi là nín tiểu thì có số lần đi tiểu trong ngày nó giảm rõ, và thỉnh thoảng chúng ta thấy biểu hiện cái mặt của bé nghệt ra, ngoạch ra như con ngỗng nó đang chuẩn bị ỉa ấy, và thân mình thì vặn vẹn, hai chân thì xoắn quẩy vào nhau để kìm giữ mà. Rồi đến khi mà bé không chịu được nữa thì mới quýnh quáng chạy vào phòng vệ sinh hoặc là tè dầm thành vũng ngay tại chỗ. Lúc đi tiểu thì các bé không thành tia mà lắt nhắt, ngắt quãng, màu sắc nước tiểu thì đậm, đục, vàng đỏ, và có khi là mùi của nó khai hơn bình thường. Nhiều trẻ mầm non và tiểu học thì mắc cái chứng nhịn tiểu và nhịn cả uống nước khi đi học vì đủ lý do, lạ lớp lạ trường này, rồi trẻ quá mải chơi này, rồi sợ cô giáo nữa, rồi ngại vòng vệ sinh công cộng nó không được tiện nghi lắm, rồi đa số các bé thì sợ là nó bẩn, nó hôi thối, rồi về đến nhà thì các em đi tiểu bù. Thì thưa quý vị, nếu mà chỉ nói về vấn đề bài tiết không thôi ấy, thì chúng ta thấy cái tình trạng này nó rất đáng ngại, bởi vì là nếu mà các em bé mà trì hoãn, kìm hãm cái việc bài tiết này lại ấy, thì phải cha mẹ phải nhắc nhở các con rằng là cái nhu cầu bài tiết nó cũng quan trọng như nhu cầu ăn uống vậy, như nhu cầu hít thở vậy. Nếu mà bạn ít uống nước hoặc là không chịu bổ sung nước giúp thận thải các chất cặn bã ra ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng ngay trên cái làn da của em bé, ngay trên cái hơi thở của em bé, và đặc biệt là tình trạng của hệ thống bài tiết của em bé. Bình thường thì em bé nó uống khoảng từ 100 đến 120ml nước trên 1kg trọng lượng cơ thể của bé trong một ngày. Nếu thời tiết nắng nóng, trẻ ưa hoạt động, mồ hôi ra nhiều thì bé cần phải bổ sung nước nhiều hơn. Khi mà chúng ta giúp cho bé hiểu rõ được cái tác hại của việc nhịn tiểu và nhịn khát ấy, thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bé như thế nào, thì em bé sẽ thay đổi được cái hành vi của bé. Chưa hết, nếu mà gia đình chúng ta mà không làm tốt cái khâu vận động, động viên khích lệ này, thì khi em bé lên cái bậc tiểu học thì sẽ gặp những cái căng thẳng khó chịu, thậm chí bé có thể bị đái dầm. Và chỉ riêng cái việc đái dầm này thôi ấy, bé đã tự biến mình
thành đứa trẻ cá biệt trong mắt thầy cô và các bạn học. Để lâu thì có thể dẫn đến tình trạng viêm bàng quang. Xa hơn nữa, cái nước tiểu nó lắng đọng có thể gây viêm đường tiết niệu cấp tính, bởi vốn dĩ trong nước tiểu thì lúc nào cũng có vi khuẩn hết. Khoảng 1 trong 20 em trai và hơn 1 trong 10 em gái đã ít nhất một lần bị nhiễm trùng đường tiểu trước khi chúng đến tuổi 16, bằng tỷ lệ 1 phần 20 và 1 phần 10 ở trẻ trai và trẻ gái trước khi bé đến tuổi 16 đấy. Nhịn tiểu trường kỳ thì nước tiểu sẽ ứ lại, tích tụ cặn bã, lắng đọng canxi và có thể tạo thành sỏi thận. Điều này thì bậc phụ huynh nào cũng đã biết, và chỉ họ có điều là họ bất lực khi mà thuyết phục và tạo cơ hội cho con mình rèn luyện cái bàng quang mà thôi. Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta có em bé mà nhịn tiểu như thế thì chúng ta chỉ lưu ý là sẽ tạo điều kiện cho con thích đi tiểu, vâng, bằng cách là mỗi một lần mà khi em còn nhỏ ấy, thì chúng ta mỗi lần đi tiểu thì tạo cái sự thoải mái vui tươi, không dọa dẫm, không đe nẹt, thậm chí đánh hoặc là phạt, mà rất là thoải mái, và thậm chí còn khen ngợi các bé ở chỗ là ô con đi tiểu rồi, thấy vui vẻ, ô con đi sạch sẽ quá, không bị dây bẩn, con nhẹ nhõm cả người rồi đúng không, vân vân. Và như vậy thì em bé sẽ hưởng thụ được cái cảm giác là giải phóng được cái chất thải, em sẽ thấy thoải mái hơn. Và thường là chúng ta sẽ chấm dứt, phải cố gắng chấm dứt cái tình trạng là cho em bé nhịn tiểu trong ngày, tạo cho em bé cái điều kiện để đi tiểu đúng lúc. Chẳng hạn các bậc phụ huynh sẽ thấy là khoảng 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, và đây chính là cái chu kỳ mà bé cần đi tiểu, thì nhắc em bé đi tiểu, hoặc là tạo điều kiện cho bé là đi tiểu, ví dụ như là tiểu xong rồi ra quay lại chơi, mẹ giữ đồ chơi cho bé nhé, rồi bé lại quay lại, hay là con có thể cầm theo đi vào đấy đi tiểu đi, vân vân. Thì tôi thấy là thoải mái để cho em bé có thể có được cái sự phát triển rất là lành mạnh về thể chất, cũng như là kể cả những cái chức năng, cái cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là cơ quan sinh dục tiết niệu. Một lần nọ khi tôi cũng nói đến vấn đề đi tiểu và cái bồn cầu, đặc biệt là nói đến nhà vệ sinh công cộng, thì một phụ huynh đã nhờ thầy hiệu trưởng Phạm Phúc Thịnh gửi đến cho chúng tôi một câu hỏi, đó là cái việc mà người bố đưa con gái mình đi vệ sinh ở những chỗ công cộng thì như thế nào. Mà tôi đã trả lời người bố ấy với cái dạng một bài báo có tên là Gà trống đưa con đi vệ sinh. Thì người bố này tâm sự là mẹ cháu đi học nâng cao nghiệp vụ, tôi nhận trọng trách chăm con gái nhỏ, mọi việc rất là suôn sẻ bởi vì cháu rất là ngoan, giống bố đấy mà. Nhưng mà hôm qua thì tôi chính thức là lúng túng và không biết phải làm sao. Chuyện là tôi dẫn cháu về thăm quê, lúc xe dừng giữa chừng giữa chặng ấy thì cháu xin bố đi vệ sinh, thì tôi dắt con vào khu vệ sinh, nhưng mà chợt khựng lại trước khu vực mà nhà vệ sinh dành cho quý ông. Mà quý vị biết rồi đấy, đàn ông thì ngay cả bước vào phòng vệ sinh thì họ cái bồn cầu của họ cũng khác với phụ nữ, họ thường là họ đi rất là thoải mái với một cái vách ngăn ở giữa những cái bồn xứ đấy thôi. Thì sau đó thì tuy là tôi cũng tìm ra được cái giải pháp, nhưng mà lòng tôi vẫn rất là băn khoăn là các bậc phụ huynh, anh này nhấn mạnh là phụ huynh ấy nhá, tức là bố mới anh ấy chứ không phải là mẹ và chị đâu, phụ huynh ấy, thì khi họ đưa những đứa con gái tuổi mầm non đi vệ sinh thì họ phải như thế nào cho an toàn. Và ví dụ bố đưa con vào phòng vệ sinh nam, bố đưa con trai vào phòng vệ sinh nam, mẹ đưa con gái vào phòng vệ sinh nữ là chuyện bình thường ở huyện, nhưng bây giờ hơi chéo giò một tí thì như thế nào. Anh ấy rất là bối rối, và Lan Hải đã trả lời rằng ngay cái tình thế ấy thì người bố nên cầm theo cuộn giấy vệ sinh hoặc ít nhất là một ít giấy ăn. Xin nhắc lại là không phải là cái loại khăn giấy thơm ướt đâu nhá, mà chúng mình vẫn dùng để lau mặt lau tay đâu, mà là giấy ăn. Sau đó người bố dắt con đến cái nhà vệ sinh nữ và nhờ một cái vị khách nữ dẫn vào đó, có thể là một bà, một cô, một dì hoặc một chị em nào đấy dẫn dùm bé vào cái khu vệ sinh,
và trợ giúp nếu mà bé cần. Và người bố cũng rất là nên trấn an con là ba đứng ngay ở cửa, có gì kêu ba nhá, để cháu chịu đi theo người lạ. Dặn bé hét lên gọi ba nếu như có cái gì đó không ổn, đôi khi chỉ là con nhện hoặc là con rán chẳng hạn. Và tôi tin rằng chẳng người phụ nữ nào nỡ từ chối lời nhờ của một ông gà trống trong cái trường hợp này. Nếu là khu vực quá vắng vẻ và chờ không có ai lui tới thì ba cứ tùy cơ ứng biến. Và khu vệ sinh nữ thì chúng ta biết rồi, nó luôn luôn có từng buồng riêng, có chốt trong. Và nhất là quý bà quý cô chỉ ra bên ngoài để rửa tay, ví dụ họ chỉnh trang lại trang phục, họ chải đầu, có người thì thoa lại ít son môi, chứ không làm điều gì quá riêng tư đâu ạ. Nếu có ai đó thấy một mỹ nam như anh ở đó thì cùng lắm là họ giật mình thôi, chứ cũng không đến nỗi là hét lên rồi rút guốc ra phang lấy phang để đâu. Và theo kinh nghiệm của lần này thì có lẽ người bố nên đánh tiếng trước, bằng cách là liên tục trò chuyện với con mình, cứ xưng ba con, bố con, để mà nếu ai đó có lỡ nghe được ấy, thì cũng không đến nỗi là phải suy diễn đến một cái tình huống xấu rồi lại họ lại báo bảo vệ. Và thưa quý vị phụ huynh, sau cái sự cố mà của gà trống đưa con đi vệ sinh này thì bố mẹ nên dạy con biết tự giải quyết những nhu cầu cá nhân và các thao tác trước, trong và sau khi đi vệ sinh để khỏi phải phiền người lớn. Nhiều bé thì tôi biết là đã làm cái điều này tốt từ lúc 3 tuổi, thậm chí có những bé con cháu cô giáo hay là con cháu những người bà mà kỹ lưỡng á, thì đã biết làm điều này từ 2 tuổi rưỡi cơ ạ. Và từ nay trở đi, mỗi khi đi ra ngoài, không cần là những lần đi cùng cha đâu, thì phải đảm bảo là đứa trẻ đã được giải quyết tại nhà tất cả những chuyện như là uống nước, ăn nhẹ, đi tiêu, đi tiểu, để tránh cái sự mè nheo, mệt mỏi, rắc rối khi mà chúng ta gặp phải trên đường. Còn nếu một bé 4 tuổi rồi mà vẫn chưa được người nhà dạy bất cứ gì về chuyện đó thì cha mẹ phải khẩn trương bổ sung ngay cái kiến thức này. Dạ. Cũng có bậc cha mẹ cho rằng làm vậy vẫn không ổn lắm, ngộ nhỡ mình gửi chứng cho ác thì sao? Là bởi vì là nhỡ đâu chính cái người đấy họ sẽ đụng chạm vào cơ thể con mình bằng cái việc cởi quần áo hoặc là rửa ráy. Hoặc có những nhà vệ sinh công cộng có hai lối ra vào ở trong lúc người cha đang đứng ở cái đầu lối bên này thì đứa con có thể bị tóm tay, bịt miệng, lôi vào phòng hoặc là lôi đi đâu không rõ trong những chuyện bắt cóc trẻ con á. Thì vì thế thì có lẽ chúng ta cũng phải cẩn thận ở chỗ là thường là khu vệ sinh của những điểm công cộng này đúng là nó có hai lối ra vào thật, thì ông bố vì ngại có thể đứng ở khoảng cách khoảng 1 mét, và khi bé vào trong với cái người trợ giúp ấy thì có thể là khuất tầm nhìn của bố, thì bố cũng rất là cẩn thận bằng cách là trước đấy nên chọn mặt gửi vàng và mình đứng canh ngay tại cái cửa nhà vệ sinh. Thì xét về mặt tâm lý thì cái kẻ tội phạm đấy, kẻ xấu đấy nó cũng không dại gì ra tay. Chưa hết, nếu mà mai mốt á, con mà đi dã ngoại với trường, dù là một buổi hay là trong ngày hay là kể cả cắm trại qua đêm, thì phụ huynh nên trao đổi với cô giáo và hướng dẫn nhóm bạn của con cái cách mà đi vệ sinh. Đây là cái kinh nghiệm của các bạn Singapore, đó là khi con có nhu cầu thì con phải xin phép cô để cô biết về sự vắng mặt của mình, và luôn luôn đi với 3 người, đó là để mà các em có thể trở tay khi mà vô tình gặp cái sự cố nào đấy, chẳng hạn như là hết giấy vệ sinh chẳng hạn, hoặc là cái cánh cửa nó bị hỏng chẳng hạn, hay là cái chốt ấy nó không gài được, hoặc là đóng vào được nhưng không mở ra được, em bị nhốt ở trong nhà cầu chẳng hạn, thì một em sẽ ở lại cùng bạn nói chuyện để cho bạn đỡ sợ, canh cửa cho bạn, một em chạy nhanh về tìm sự trợ giúp của người lớn. Điều này rất là quan trọng. Bởi thế cho nên khi Lan Hải trò chuyện với các bậc phụ huynh và các cô giáo ở trường mầm non, Hải luôn nói rằng ở những chỗ lạ thì các con phải đi 3 người. Đôi khi có thể người lớn chúng ta sợ chúng nó đi 3 thì đàn đúm, vầy nước, nghịch ngợm rồi phá. Và vì thế thì khi các con xin phép, chúng ta bảo làm gì mà đi đông thế, đi 1 người thôi, thì chúng ta đã sai về quy tắc an toàn đấy ạ. Vâng, thì chúng ta hay nghe thấy cái câu là mỗi cô gái có thể không phải là nữ hoàng của chồng mình,
nhưng luôn là công chúa của cha họ. Thì đấy là cái câu mà khiến cho Lan Hải mong muốn là các bậc phụ huynh, bao gồm cả cha anh, ông bà và mẹ cũng như là cô giáo, phải rất là lưu ý đến cái nhu cầu đầu ra của con em mình, và đặc biệt là phải có một cái đầu tư xứng đáng trong cái việc mà cái bàn cầu của cái chỗ công cộng. Ngày nay thì các gia đình của chúng ta, các khu chung cư, khu biệt thự thì đã có những cái nhà vệ sinh tuyệt vời, đến nỗi người ta phải coi đến là một phòng nghỉ thư giãn, rất là sạch sẽ để hưởng thụ những khoảng thời gian rất là đặc biệt của mình. Thế nhưng mà vẫn rất còn nhiều nơi, các trường công, kể cả trường tư thục, thì vẫn có những cái phòng vệ sinh nó không đủ tiêu chuẩn. Tôi đã thấy có một cô giáo cấp 1, cô đã vận động, cô đã phải đi xin để xây dựng được cái phòng vệ sinh cho các em học sinh tiểu học của cô. Tuy nhiên, chuyện nó không chỉ dừng lại ở đấy, bởi vì người ta còn phải nuôi cái phòng đấy. Các bậc phụ huynh, các nguồn, các nhà tài trợ có thể cho xây dựng cái phòng vệ sinh đủ tiêu chuẩn. Nhưng mà còn sau đó, ví dụ như phải thuê hợp đồng với những công nhân vệ sinh để dọn dẹp, phải có nguồn nước để cung cấp, phải có giấy, phải có vệ sinh chăm sóc hàng ngày. Đấy là chưa kể khá nhiều bạn học sinh của chúng ta chưa có cái ý thức. Ví dụ như các em có thể là không xả nước cẩn thận, các em vẽ, viết chữ lăng nhăng ở trên tường, các em làm hỏng cửa, rồi các em làm bật đi các bé trai đi tiểu lên cái nắp bàn cầu, vân vân. Và vì thế thì cái việc mà nhà vệ sinh công cộng ở trường học nó là cả một câu chuyện dài không hết. Đến cấp 2, cấp 3 rồi đại học rồi thì cái nhà vệ sinh vẫn là một câu chuyện rất là dài. Ví dụ như là người ta bước vào phòng, người ta thấy một cái miếng giấy còn sạch rớt ở trên nền nhà, lẽ ra người ta có thể nhặt lên và vứt vào sọt rác, nhưng đã không ai làm điều đó, và người ta dẫm lên té nước ra và nó mủn ra, nó có thể rửa vào những cái kẽ của cái nhà vệ sinh, và đến khi cái người trực nhật làm ấy thì nó vất vả hơn rất nhiều và nó rất là bẩn mắt. Đấy là chưa kể có nhiều người còn tiện tay lấy luôn cái cuộn giấy vệ sinh để xài riêng, hoặc là họ lấy cục xà bông hay là cái gì đấy. Vâng, đâm ra là cái sự thất thoát, cái sự chuẩn bị ở trong đấy nó kém đi. Quý vị có biết không, thực ra mà nói thì cái việc mà cái nhà vệ sinh, mà ý thức của các bạn học sinh sinh viên khi sử dụng nó có thể giải quyết được. Hải còn nhớ khi Hải đến thăm trường trung học cơ sở Âu Lạc, thì trường này rất độc đáo, là thầy hiệu trưởng là thầy mà tôi thấy mặc áo thun, áo pun, quần jean, và trông thầy rất là phóng khoáng như một người thanh niên mà các bạn trẻ ngày nay hay gọi là soái ca ấy, hay gọi là trai đẹp ấy. Trông thấy không có vẻ đạo mạo bệ vệ của một ông hiệu trưởng cấp 2. Và khi tôi đến Âu Lạc thì tôi thấy vui, là bởi vì tôi được mời đến đấy để chia sẻ về vấn đề vệ sinh, sức khỏe học đường, cũng như là vấn đề phòng chống quấy rối học đường. Thì khi trao đổi với thầy thì cả hai bên đều nhất trí rằng là cái vùng, cái khu vực vệ sinh là cái khu vực có thể xảy ra những chuyện bắt nạt, tẩy chay, quấy rối giữa các học sinh với nhau, và thậm chí kể cả giữa nhân viên với học sinh cơ. Tại sao nó lại khó kiểm soát? Là bởi vì đấy là cái chốn riêng tư và không ai có quyền đặt camera để theo dõi cả, và cũng không có giáo viên nào vào tận cái phòng vệ sinh để mà theo dõi chuyện đấy. Thế cho nên là đấy là một vấn đề. Vì thế thì nhà trường đã làm thay đổi cái bộ mặt của nhà trường, nó làm tăng cái phẩm giá của học sinh, nó làm cho các em yêu mến ngôi trường và các em rất là dễ thương. Đó là thầy cho xây dựng cái khu vệ sinh nó sạch đẹp như là cửa ở một cái sân bay quốc tế vậy. Những cái cánh cửa đều có hổng ở dưới để cho nó thông thoáng, khô thoáng, và người ta không cần phải gõ cửa để kiểm tra, chỉ cần lướt mắt qua thôi thì đã đủ thấy là có cái sự việc gì xảy ra ở trong đấy. Chẳng hạn một cái phòng vệ sinh mà có 4 cái chân thì là có chuyện rồi đấy. Hoặc là có thể truyền giấy cho nhau mà nếu như có chuyện sự cố gì đó, hoặc là có thể là những cái tình huống mà người ta cần phải theo dõi, những chuyện mà khuất tất gì đó mà diễn ra trao đổi giữa học sinh ở trong phòng vệ sinh. Chưa hết, thầy sử dụng cái loại đèn cảm ứng để học sinh bước vào bước ra thì đèn tự động tắt và sáng, tại vì người ta cũng thấy rằng khi mà
trẻ em hoặc chúng ta thôi bước vào phòng vệ sinh và chúng ta thường là cái chỗ khu vực ấy hơi tối thì người ta thò tay vào cái bảng điện, cho dù cái bảng điện ấy hết sức là đúng quy chuẩn là người ta thò tay để bật công tắc để có ánh sáng, thì chưa kịp thò tay lên cái công tắc đấy thì đôi khi đã có những kẻ núp sẵn ở đấy bốc hốt chụp ép vào tường bắt nạt rồi đe dọa vân vân. Thế cho nên là cái việc mà đèn cảm ứng rất là quan trọng. Chưa hết, nhà trường còn cho cả một cái hệ thống loa và luôn luôn có nhạc không lời, nhạc classic nghe rất là nhẹ nhàng, và cái điều ấy làm cho học sinh của trường này rất là dễ chịu và họ không có ngại ngùng gì trong vấn đề đi vệ sinh. Tại sao họ lại làm được nhỉ? Thì sau đó Hải mới thấy là ồ, trường này phân công cái việc lau dọn toàn là cho học sinh tự làm thôi, chứ không phải có nhân viên của nhà trường hay phân công nhân lao động hay là phải thuê ở bên ngoài, mà các em phải làm tất. Thế cho nên là khi các em làm như thế, người nhỏ làm việc nhỏ, các em lau bàn ghế, lau căn phòng của mình, quét mạng nhện, các em lau từ cái cầu thang, hành lang, phòng vệ sinh sạch sẽ hết. Và các em có cái giờ để làm cái lao động ấy, có âm nhạc, có thoải mái lắm. Thế các em làm chủ cái ngôi trường của mình, những chủ nhân tí hon. Và vì thế thì tự các em làm thì các em biết giá trị của sức lao động, cho nên các em không có cái chuyện là buông quăng bỏ vãi. Còn Lan Hải đến một cái trường thứ hai là trường Việt Anh. Và đây là cái trường mà có 3-4 cơ sở ở trên Bình Dương, trên Dĩ An, chỗ thành phố Thủ Dầu Một nữa. Thì ở trường này độc đáo ở chỗ là cái khu vệ sinh á, làm cho các bậc phụ huynh vào một cái thì họ rất là an tâm. Việc đầu tiên có nhiều bậc phụ huynh họ đi kiểm tra cái bếp và cái phòng vệ sinh của trường đầu tiên, thì họ thấy là trời ơi, bước vào một cái ánh sáng tốt và có hai loại khăn, một loại khăn để cho các em sau khi đi vệ sinh ra rửa tay sạch sẽ và lau sạch, và với chính cái khăn đó các em sẽ phải lau ngay cả cái vòi nước và chậu rửa, sau đó các em mới thả vào giỏ để ở bên dưới, dưới cái bồn cầu. Thế cho nên là các em vào đúng nguyên tắc như thế, vào phòng thay dép, sau đó vào làm vệ sinh của mình, sau đó ra rửa tay và lấy cái khăn đấy lau vòi nước, lau bàn cầu khô ráo để cái người mở bước tiếp theo vào cứ như là mới ấy. Thế cho nên là cái phòng vệ sinh lạ quá, dù là đã xài qua sử dụng cả gần chục năm rồi ấy, mà nó vẫn cứ như mới. Và thì cái tác phong này thì không nhiều gia đình dạy cho con em mình đâu, nhất là những gia đình khá giả chẳng hạn, thì họ nghĩ là cái việc này có người giúp việc, ai đó lo và cũng có thể không để để tâm đến, thì các em đều làm tốt. Một việc nữa mà Lan Hải muốn chia sẻ đó là, thưa quý vị, khi mà chia sẻ về câu chuyện này thì một người bạn của chúng tôi, anh Thái Vũ đang sống ở Mỹ, thì anh có nói rằng là cái chuyện đầu ra này ấy, nó là một cái nét văn minh hiện đại, và không phải là không có lý do mà cái nhà vệ sinh công cộng cũng như nhà vệ sinh trường học nó được đưa vào thành cái chương trình nghị sự của quốc hội của nhiều nước. Và anh cho biết thêm, ở Canada thì mọi người, cái việc cho mọi người sử dụng cái nhà vệ sinh là một việc mang tính nhân văn. Mỗi trạm xăng, mỗi một cửa hàng ăn uống, mỗi một cửa hàng tiện ích đều có nhà vệ sinh mà hoàn toàn free. Và ngay cả ngân hàng hay là các cơ sở hành chính thì họ đều cho phép khách hàng, người khác sử dụng nhà vệ sinh free. Và đấy là cái điều mà ngày nay, theo Lan Hải được biết, thì những cái trạm xăng ở trên đường quốc lộ từ miền Bắc đến miền Trung đến miền Nam thì tiêu chuẩn để mà xây dựng cây xăng thì phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Công Thương, tức là phải có những cái tiện nghi cần thiết để mà sử dụng cho khách hàng, và kể cả những cái phương tiện để phòng chống cháy nổ, và trừ các cây xăng lậu mà thôi. Chuyện đi tiểu này rất là quan trọng. Ở nhiều nước thì người ta gọi nó là good business, business tức là một cái điều rất là tốt, một cái công việc, một cái rất là quan trọng. Nước mình thì gọi là tứ khoái, chứ còn rõ ràng rằng là nếu như là không có được cái đầu ra một cách thoải mái thì làm sao mà ta có thể sạch sẽ, vệ sinh, thoải và tích cực để mà làm việc. Thầy giáo Huỳnh Văn Hiến ở trường Đại học Cần Thơ, thầy cũng chia sẻ là thầy cũng quan tâm điều này lắm.
bạn của thầy, hai vợ chồng đều là nha sĩ và mời thầy đến khai trương cái phòng nha của cặp vợ chồng. Họ nói là mời thầy đi tham quan và thầy chấm điểm. Thì thầy vào và thầy nói rằng là cái đầu vào ấy, vâng, thì đã tốt rồi, nhưng thầy quan tâm đến đầu ra. Và vì thế thì khi mà thầy vào cái phòng vệ sinh ở đây nó sạch đẹp tiện lợi, thì thầy nói rằng là đây là một cái phòng mạch, đây là một cái phòng nha mà thầy thấy rằng là đủ tiêu chuẩn và rất là hay. Vâng, và thưa quý vị, vì thế thì lại nói về cái chuyện đầu ra và cái bồn cầu, thì Hải chỉ nói thêm một chi tiết, đó là người ta thấy rằng thực ra là cái việc mà chúng ta ngồi cái hồ xí bệt, vâng, với lại cái bồn cầu rất là sang trọng ngày hôm nay, thì đứng về mặt sức khỏe, người ta thấy rằng cái hố xí mà phải ngồi á, ngồi chồm hổm á, thì sử dụng nó tốt hơn, hợp vệ sinh hơn là cái bàn cầu tiện lợi như ngày hôm nay. Lý do là với cái tư thế mà ngồi xổm xuống thì cái đùi cũng như bụng, cột sống của người nó ép vào nhau, và lúc này đây thì cái trực tràng và hậu môn nó làm thành một đường thẳng, và vì thế thì nó tạo điều kiện là cho cái người ấy đi cầu dễ dàng và đi hết phân. Còn cái chuyện mà ngồi ở tư thế thoải mái ở trên bồn cầu ấy thì lại không ép vào cái trực tràng, và vì thế thì không, rất là ít khi họ đi sạch phân ở trong cái trực tràng. Để cho là đôi khi người ta khuyên là lên một cái, lấy một cái bục gỗ để ở dưới chân thì ngồi cũng tạo ra được cái tư thế mà để đi cầu tốt hơn. Một điều nữa là có khá nhiều người họ đã dành cái khoảng thời gian đi vào nhà vệ sinh, đặc biệt là đi cầu ấy, họ cầm theo cái điện thoại và họ check mail, họ lướt Facebook, thậm chí có nhiều người còn sáng tác ở trong đấy. Thì lời khuyên là không nên như thế, bởi vì ai cũng thấy rằng là cái không khí ở trong nhà vệ sinh nó không an toàn, bởi vì nó có thể có vi khuẩn, các loại vi khuẩn đường tiêu hóa, có loại trứng giun, giun kim, giun đũa, rồi có vô vàn những cái loại vi khuẩn khác nó nằm ở các dụng cụ ấy. Thế nỗi người ta nói rằng phải để cái bàn chải đánh răng cách xa cái khoảng cách của bồn cầu là 1m8, bởi vì nếu ở gần hơn thì cũng có thể là những cái vi khuẩn ấy nó lang thang, nó có thể vào cái bàn chải đánh răng của chúng ta. Vì thế thì có khá nhiều người họ đã có cái thói quen là cầm theo cái điện thoại và họ vào phòng vệ sinh, nó có thể liên quan đến những vấn đề như là trĩ nội này, có thể liên quan đến những vấn đề mà họ không ngờ tới. Tức là nó tăng cái áp lực ở cái vùng vùng hậu môn trực tràng, và các bạn biết đấy, khi mà một người phát hiện ra trĩ, thực ra những tình trạng về hệ mạch máu của họ đấy đã có gặp rắc rối từ cách đây 8 năm rồi. Thế cho nên là có lẽ nên bỏ hẳn cái thói quen là đi cầu kèm theo việc sáng tác, lướt Facebook, chụp ảnh check in gì đó ở trong phòng vệ sinh. Vâng, thưa quý vị, và vì thế thì thời gian của Lan Hải đã hết, và Lan Hải xin chốt lại vấn đề ở đây, chính là hãy quan tâm chăm sóc cái cơ thể của chính mình, hãy tìm hiểu về cái quy trình hoạt động của nó để mà chúng ta sinh hoạt với nó theo cái chu kỳ một cách rất là tự nhiên, đi tiểu, đi cầu, làm vệ sinh, làm sạch, vệ sinh tay, vân vân, để chúng ta có được một cái giải quyết được tốt, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của chúng ta và đề phòng những cái bệnh tật. Và một cách nào đấy, những người kinh doanh, những người quản lý thì hãy nhìn theo cái gương của các trạm xăng dầu của dưới miền Tây. Họ đã không nhắm đến nhiều đến những cái lợi ích, những cái lời lõ ở trong cái việc mà bán nhiên liệu, bán xăng, mà họ tạo ra cái thiện chí, niềm vui cho khách hàng, và đây là một quà tặng mà ai cũng thấy ngưỡng mộ. Và có lẽ nhờ cái sự tử tế ấy mà các bác tài và những người bình thường lại càng thích vào đấy đổ xăng, đổ nhiên liệu, phải không ạ? Có nhiều người cũng nói với Lan Hải là ôi, có nhiều nơi cây xăng to vật vã mà không có được cái toilet, hoặc thậm chí phải vào đổ xăng rồi thì họ mới mở cái khóa đấy cho vào sử dụng. Vâng, nghe nói rằng gần đây cái điều đấy có thể bị phạt và bị kiểm điểm đấy. Thưa quý vị, vì thế thì Lan Hải xin khép lại cái cuộc trò chuyện của mình ở đây, và xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào, tạm biệt.